Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh và bảo đảm cho người dân khi tham gia giao thông được an toàn. Ngay sau khi có công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và ra nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp kế hoạch phòng chống dịch. Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo sở, các đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc sẽ triển khai kế hoạch và có các biện pháp riêng. Đồng thời, cán bộ của sở trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện việc phòng chống dịch tại các đơn vị. Tại trụ sở, Sở Giao thông Vận tải, công tác phòng chống dịch tại các phòng ban được thực hiện khá nghiêm túc. Đối với các trường hợp mà đến làm việc tại sở cũng như là các bộ phận tiếp nhận một cửa tại trung tâm phục hành chính công thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch để làm sao mà đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như là khách đến làm việc. Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền đến người dân, hành khách di chuyển trên các phương tiện công cộng tại tất cả các bến xe, đơn vị, tuyến vận tải hành khách, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe chính bản thân và cho cộng đồng, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, ngăn ngừa lây nhiễm dịch COVID-19. Chúng tôi cũng tăng cường các công tác tuyên truyền tới tất cả các phòng ban, đơn vị là vận tải khách, rồi là các bến xe trực thuộc của ngành giao thông vận tải, rồi các cơ sở đào tạo. Qua công tác tuyên truyền thì đến nay bây giờ thì là toàn thể các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải, rồi cũng như là tất cả các đối tượng mà tham gia giao thông thì cũng nhận thức được rằng là tác hại, nguy hiểm của dịch bệnh do virus corona gây ra. Hiện các đơn vị vận tải khách trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Tại các khu vực phòng chờ cho khách và nơi đỗ xe ô tô, chờ vào vị trí đón trả khách, khu vực vệ sinh đều bố trí xà phòng hoặc nước diệt khuẩn cho khách, nhân viên phục vụ nhà xe, rửa tay, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.